ăn qua phát quà ở Cà Cô, Khét Bồ Sát, huyện Cà Cô. Chị ra kêu bằng là biển hồ đó coi nè, đây là biển hồ nè, biển là Linh Láng Tàu Bè vậy nè, đó đây. Giờ là đang phát cho bà con là tổng cộng Khét Bồ Sát là 500 phần quà và cộng thêm bung xe năng 300 nữa là tổng cộng 800. Đây. Cho phát sinh nữa là tổng cộng 900. Vậy là còn phát sinh thêm nữa thì tổng cộng hết là 900 phần cho bà con cộng đồng người Việt ở Campuchia. Hai tỉnh là tỉnh Bung Sa Năng và Bô Sát. Trong đó là 10 kg gạo. Tiền 5.000 tiền ria tiền Campuchia 5.000. Chừng té con. Xuống đi, ra báo bây giờ từ từ. Đây. Đây quà nằm với công, tao con trẻ. Quà nằm với chiếc xà lan nhỏ cũng nhờ mấy anh Campuchia này đó, anh tiếp đó. Đây là đồng chí Sơn Kiệt, nhà xe Sơn Kiệt nha. Thị xã Châu Đốc tỉnh Biên An Giang muốn cần gì liên hệ nha. Đó, xe xuyên quốc gia. Muốn cái gì núi Tà Lơn hay Siêm Reap có công gì đó liên lạc nha. Ok. Ba phiếu. Tắt nước ra để ướt gạo. Nhớ cảm ơn mấy chị ơi, mấy em ơi. Cảm ơn tiếng nha. Nữa. Cảm ơn đàng hoàng coi. Mang quà cáp qua từ Việt Nam qua sang đây cũng cực khổ lắm á. Không có thiệt cũng phải mình kể công. Vì cái mình cũng, và mình cũng phải tôn trọng ta chứ. Gì máu đỏ da dạ. Đây là phó tỉnh hội Tà Keo. Chị này là chi hội phó tỉnh hội Bù Sát. Đó là hai chị kinh nghĩa. Cứu bả thì mọi tình là bả thì cứu tôi. Tôi biểu hộ tôi cứu ảnh. Tôi dạy Tà Keo ảnh cứu tôi. Xem coi mà anh Hoàng yếu rung rung bộn rung trời. Cái số tôi nói sao điện thoại không vô, sao mà không vô? Vậy hả? Tôi mới điện ông Quang kia điện 2-3 ngày rồi, hỏi thăm ông tình hình gì nè. Anh thông cảm là số anh nãy 071 như nữa anh. 456. 456 gram bữa nè. Ok. Đặt xe môn nhâm mà. Sắp ấy như bút lai vòng như bút lai cầm ai bỏ tay vô cái bút đất lai à. Bỏ đặt ly hậu Tà Keo, mang đặt cho ba này. Mời anh em vô xem tiếp chia sẻ nghe cho cái đoàn này sau này có tinh thần đi hỗ trợ nữa nghe. Đây mấy anh này là ship tôi đó đó chưa đó. Đây bà đông ship ở đó nó ship hải đó ai à. À, đây ship ở đây đó, ship đó, ship không à. Đây luôn. Nam mô Di Đà Phật. Dạ. Đây luôn, đặt lại. Đó thì như vậy là em rất từ từ hết rồi. Thôi dạ. Chứ anh có đi qua Nam Phen không? Coi cho tôi biết chị, hồi đó tôi gặp chị tôi nói ủa tôi nhớ chị này quen tôi quên bà làm bữa sát đi cái nhà Kiệt đấy chị gì chị Sáu tôi nhớ là bà đi rồi còn xuống dưới lại thấy ông Hoàng đi hợp với tôi nè, mới hổm nè thì đó mới qua hợp mới đại hội nè quên nó chị em mình sao là biết rồi. Ơi anh em ơi coi nè xuồng Tàu Bè dữ lắm anh em đó. Biển hồ đây, ra đây là biển hồ đây. Nhìn từ đây qua phía bên kia là không thấy trăng trời luôn, ta thấy mây không. Khơ mết á, ớt mi khơ đây nào nào không á. Nhìn đó. Biển hồ quá lớn rồi. Có dịp, có duyên lắm mới được lên biển hồ phát quà cứu trợ cho anh em đó bà. Con ơi bà con. Quý vị. Đây em nhỏ nhỏ không nè đó. Món quà đó. Bơi về nè, cẩn thận em ơi. Con. Nhỏ không?
biết ơn nghĩa gì như vậy, cái cho lịch sử có mấy anh công an trong chi tiếp lợi hỗ trợ an ninh này. Rồi xin thay mặt cho bà con cộng đồng người Việt ở Campuchia nghe, cảm ơn cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hảo là anh Hải, cùng với lại các nhà mạnh thường quân, cũng có đến hỗ trợ cho hai tỉnh. Tỉnh Bung Sơn An và tỉnh Bô Sát xin thật cảm ơn nghe.